hôm nay Trang đang chơi sạc tập để mà tập cho cái chương trình live show của mình. Thật ra cái show này thì cũng ấp ủ lâu rồi. Cái show đánh dấu 12 năm trong nghiệp diễn của Thu Trang. Trang cũng rất là vui khi mình mở lời ra mời các anh chị em nghệ sĩ tham gia. Thì ai cũng vui vẻ, ai cũng nhiệt tình để ủng hộ Trang, tạo hết mọi điều kiện để mà cho những cái buổi tập nó diễn ra một cách suôn sẻ. Thu Trang là một diễn viên hài trẻ mà rất là tỉnh, rất là duyên và đầy sáng tạo trong từng cái vai diễn. Chỉ có một cái rất là lạ, đó là chỉ biến những cái vô duyên nó trở thành những cái rất là có duyên. Anh em tập rất là vui. Hiện tại đây dưới cũng rất là nhiều, mười mấy, hai chục người đang ngồi tập liên tục. Đây là một live show mà hội tụ rất là nhiều danh hài luôn. Khi mà tham dự vào mình cảm thấy rất là hồi hộp. Thì lần này chị Trang nhờ hỗ trợ, chị Trang ở cái vai trò là MC, thì hy vọng là sẽ mang tới những cái tiếng cười ở giữa những cái tiết mục và để chị Trang có thể có được một cái mini live show là tốt. Cái live show lần này thì Trang có 3 tiết mục để mà mang đến cho quý vị khán giả, trong đó mỗi tiết mục là mỗi cái ý nghĩa riêng. Với những cái tiết mục mà Vũ Thanh đã xem qua, các anh em tập dượt là những tiết mục rất là có ý nghĩa trong cuộc sống của mọi người. Nghĩ sao? Cua tôi gì bà nào? Tao cua mà về tới ông nội tao hay làm gì? Nghe nói là đại gia, danh giá trong tộc. Các người đừng soi mói, đừng ném đá gia đình người khác. Đại gia mà sao mấy tháng nay không chịu đóng tiền rác vậy? Tiền rác là tiền gì? Tiền máy bay, tiền xe hơi chứ không biết tiền rác. Rác là cái gì? Bảo gì ông có sáu hơn tao rồi, làm tiếp đi. Tiếng Anh hả? Được tao chưa rảnh. Tiếng Anh hả? Đi Philippines. Ông bảo là đê đê quá mày ơi. Bảo đảm là sẽ có hiệu ứng rõ ràng và quý vị cũng sẽ thấy được rằng là cái duyên hài của tôi Trang sẽ như thế nào qua những cái vai diễn mà sắp tới quý vị sẽ được xem trong live show. Live show tôi Trang sẽ là một cái dấu ấn đầu tiên để mang đến cho những cô bạn của mình một cái dấu ấn trong sự nghiệp của mình. Mỗi tiết mục sẽ đem đến những cái nụ cười hoặc là ý nghĩa. Hy vọng là cái live show này khi mà được phát hành thì cũng được đông đảo khán giả ủng hộ Trang. Cảm ơn rất nhiều. Dạ em nghe ta nói là chỗ này có cái quán chè ngon lắm anh. Dạ anh, quán chè của anh, tôi anh, là anh có biết cái quán chè nào tên là chè Chảnh Chó không anh? Cái chè mà chè chảnh á mà hay, nó bán mất dạy lắm á, mà nó chửi khách quá trời đó. Anh có biết cái quán nó nằm đâu không? Chỉ em coi. Em từ nãy giờ kiếm chưa ra cái quán chè đó mà em định ăn, định đỡ chè của anh đó anh. Mày hỏi kiểu đó người ta không chửi.